Con ngựa này biết dùng miệng để mở khóa, mở cửa xong sẽ đi tìm bạn gái để hẹn hò. Nó chỉ cần liếm vài phát lên ổ khóa, rồi dùng mũi nhẹ hàng hếch lên, cánh cửa đã mở ra được rồi. Nó kéo thanh chốt ra một cách thành thục, rồi nghênh ngang bước ra ngoài. Con ngựa bên cạnh nhìn đến ngơ ngác luôn. Người anh em cậu là người hay là ngựa vậy? Nó một mình đi đến nhà kho ăn cỏ khô, nhưng rất nhanh đã bị ông chủ phát hiện rồi, dắt nó về nhốt lại lần nữa. Ban đầu ông chủ nghĩ rằng do cửa bị hỏng, nhưng sau khi kiểm tra ông nhận ra mọi thứ đều bình thường. Để phòng trừ việc để nó vượt ngục lần nữa, ông chủ đã khóa cánh cửa bằng hai ổ, nhưng cuối cùng vẫn bị nó mở ra được. Ông chủ hạ quyết tâm đổi sang một ổ khóa mới, còn làm cho nó một bữa ăn đầy dinh dưỡng, mong muốn để cho nó ở im trong chuồng đợi sau khi ông chủ rời đi. Con ngựa lại bắt đầu nghiên cứu chiếc ổ khóa mới, trông có vẻ chuyên nghiệp lên không ít. Để tôi nghĩ chút xem nào. Sau nửa buổi nghiên cứu, ổ thật sự làm khó nhau quá rồi. Nó bực bội nằm lăn qua lăn lại. Sau khi chút hết mọi bất mãn, nó rất nhanh lấy lại bình tĩnh, quyết định thử lại thêm lần nữa, lại dùng chiêu hửi và liếm. Rất nhanh nó đã mở được cái chốt, cánh cửa lại bị bật tung ra rồi. Nó hoành hoang hét giống lên, kiểu muốn nhốt tôi ư, làm gì có cái mùa xuân ấy. Ông chủ nghĩ mãi không hiểu, trong chuồng ngựa có đồ ăn thức uống, tại sao mỗi ngày nó cứ muốn cậy khóa mở cửa chứ? Ông chủ quyết định sẽ theo dõi nó, muốn xem rốt cuộc nó định chạy ra ngoài làm gì. Chỉ nhìn thấy nó chạy một mạch trên đường đi đến một trại ngựa khác. Có một con ngựa cái đã chờ đợi ở đây từ bao giờ? Thì ra đây chính là cô bạn gái mà nó hẹn hò mỗi ngày. Hai con ngựa bắt đầu cùng nhau ăn cỏ, nó còn sẽ nhường những cây cỏ non cho người yêu ăn, hại cho ông chủ phải ăn bánh gato ngập mồm. Ông chủ nói trước đây chúng là một cặp, sau đó do trại ngựa mở rộng nên chúng bị tách ra. Không ngờ rằng con ngựa lại trung tình đến vậy, ông chủ rất cảm động, quyết định sẽ tác thành cho chúng, để cho chúng được sống ở bên cạnh nhau. Con ngựa bên dưới này lại càng dã man hơn, nó cũng muốn đến khoe tình yêu đôi lứa. Bạn gái của con ngựa này là một con dê núi lông đen. Chúng đã ở bên nhau được 3 năm rồi, tình cảm mặn nồng thắm thiết, làm cho những con ngựa khác vô cùng ngưỡng mộ. Trông anh bạn trai cao to khỏe mạnh, ánh mắt dê núi ngập tràn sùng bái. Ngựa cũng rất cưng chiều dê núi, lúc ăn cơm sẽ nhường món cà rốt mà nó yêu thích nhất cho dê núi. Nếu như có người lạ đến gần, con ngựa sẽ cho dê núi đứng sau lưng mình để bảo vệ, không để cho bất cứ ai làm hại đến bạn gái. Mỗi ngày chúng đều như hình với bóng, ngựa đi đến đâu thì dê núi sẽ theo đến đó. Nếu như không có dê núi bầu bạn, thì khi huấn luyện ngựa sẽ rất hay nóng nảy, không chịu phối hợp với ai. Ông chủ chỉ đành phải dắt dê núi đến bên cạnh nó. Nghe thấy tiếng kêu của dê, ngựa lập tức bình tĩnh trở lại và vui vẻ phối hợp huấn luyện. Ngựa bơi lội ở phía dưới, dê núi ở trên bờ sẽ bước đi theo, còn luôn kêu be be kiểu cổ vũ ngựa cố lên. Chồng ơi cố lên, anh là đẹp trai nhất. Nhờ có sự động viên của bạn gái, hàng ngựa thể hiện đặc biệt tốt trong cuộc đua, chạy dễ dàng giành được vị trí số 1 vào cuộc gặp gỡ định mệnh vào hơn 3 năm trước. Chỉ bởi vì uống nhầm một ánh mắt mà cơn say theo nửa đời, nó không thể quên được hình bóng của dê núi. Từ hôm ấy nó bắt đầu một mình ôm nỗi tương tư. Ông chủ hết cách, chỉ đành mang dê núi về bên cạnh nó. Lâu ngày sinh tình, dê núi đã yêu chàng ngựa cao to trẻ trung đẹp trai này. Giống với đa số các cặp đôi khác, bọn chúng cũng sẽ cãi nhau. Dê núi vừa lẻn đi ăn vài cọng cỏ non thì con ngựa đã tức giận rồi. Đôi bên chẳng ai thèm quan tâm đến ai. Sau khi ngựa quay mặt vào tường suy nghĩ, nó cảm thấy bản thân quản nghiêm khắc quá, nên chủ động cúi đầu nhận lỗi. Bọn chúng rất nhanh đã làm lành như lúc ban đầu. Để duy trì tình cảm vợ chồng, chúng còn chuẩn bị năm sau sinh một đứa con. Tình yêu giữa các loài không chỉ có mình chúng, cặp đôi dưới đây cũng không phải dạng vừa. Con thỏ này đã yêu phải một con chó, trước khi gặp mặt phải gặm nhẹ củ cà rốt để đánh răng, tỉa tót xong thì vui vẻ chạy đi tìm nữ thần của mình. Vừa gặp đã hôn một cái thắm thiết, trông con chó có vẻ hơi qua quýt, con thỏ sẽ tiếp tục tiến tới để hôn cho bằng được. Nó quấn quýt mãi bên cạnh con chó, chó đi đến đâu thì nó sẽ đi theo đến đó. Thỏ mời chó ăn bữa tiệc cỏ xanh, chó suy nghĩ một lúc, cảm thấy từ chối có vẻ không hay lắm. Nó tìm kiếm cả nửa ngày, nhưng không tìm thấy loại cỏ mà bản thân thích ăn, chỉ đành ăn vài miếng cho phải phép. Bọn chúng đùa nhau từ ban ngày cho đến khi trời tối. Cho dù trời có đổ mưa thì cũng không làm ảnh hưởng đến chúng hẹn hò. Ngay cả ngủ cũng phải ở cạnh nhau. Thỏ duỗi thẳng lưng, sau đó bước vào ngôi nhà của chó. Ngôi nhà khá nhỏ, để tiết kiệm không gian, chờ sau khi chó ngủ say thì thỏ sẽ chủ động đi ra bên ngoài để nằm. Ông chủ cũng cảm thấy khó tin, nói bình thường chó khi nhìn thấy thỏ đều sẽ cắn, nhưng chúng lại sống hòa bình, loại chuyện này thật sự chưa từng gặp qua. Hôm nay chó nhà hàng xóm đi ngang qua đây, chó nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhưng thỏ thì đang ghen rồi, không ngừng lăn xuống đất để thu hút sự chú ý, nhưng chó hoàn toàn không quan tâm, nó chạy vội đến với đám chó để vui đùa. Thỏ vô cùng đau lòng, thỏ quay lưng đi không dám nhìn thẳng, tại sao đang yên đang lành chó lại thay lòng đổi dạ. Đợi sau khi đám chó giải tán, nó bỗng nhiên nhớ đến thỏ. Ôi chồng mình chạy đâu mất rồi nhỉ? Con chó lòng như lửa đốt, chạy vòng quanh để tìm kiếm thỏ. Nó tìm hồi lâu, cuối cùng cũng phát hiện ra thỏ ở dưới gầm ghế. Chó chủ động nhận lỗi, nó nhẹ nhàng vuốt tay lông thỏ. Chúng lần nữa làm lành và lại bắt đầu vui vẻ đùa giỡn với nhau. Để duy trì tình cảm vợ chồng, bọn chúng cũng chuẩn bị năm sau sẽ sinh một đứa con.